Đảng Việt Nam để đáp trả việc đảng khai trừ ông Chu Hảo. Tại kỳ họp thứ 30 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo với lý do ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong hai tuần lễ kế tiếp, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối, dẫn đầu là nhóm diễn đàn xã hội dân sự của Chu Hảo đã có nhiều hoạt động tuyên truyền dồn dập về chủ đề đó. Các hoạt động này đã phần nào lắng xuống trong hai tuần cuối tháng 11. Nhưng trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12, một số cá nhân liên quan đến diễn đàn xã hội dân sự đã có một động thái đáng chú ý để khơi hướng tuyên truyền này. Chúng bao gồm bài viết dài của Cù Huy Hà Vũ trên trang The Diplomat vào ngày 29 tháng 11 và bức thư ngỏ của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mà ông Nguyễn Đăng Quang đăng hộ vào ngày 4 tháng 12. Trong hai văn bản trên, họ chủ yếu đưa ra hai thông điệp tuyên truyền. Thứ nhất, họ tiếp tục nói rằng đánh Chu Hảo là đánh toàn thể giới trí thức Việt Nam và rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thất bại trong việc chống tham nhũng, quản trị xã hội vì không có được sự ủng hộ của giới trí thức. Thứ hai, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tuyên bố ủng hộ lời nhận xét mà Chu Hảo đưa ra trong lá thư ngỏ ngày 24 tháng 11, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay không còn tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuyết tật, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu hướng tiến bộ của nhân loại. Sau đó, ông Vĩnh tiếp tục nêu ra ba biểu hiện biến chất, hư hỏng của Đảng là tham nhũng, thiếu đoàn kết và lệ thuộc vào Trung Quốc. Ngoài ra trong tuần qua, trang Bosit Việt Nam của Diễn đàn Xã hội Dân sự cũng đăng một bài của Đinh Minh Đạo. Trong đó, Đạo kêu gọi các đảng viên tiếp tục rời bỏ Đảng sau vụ Chu Hảo. Khi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chọn Chu Hảo làm người đại diện cho giới trí thức, dường như ông Vĩnh đã hơi cường điệu. Trong thực tế, ông Chu Hảo không hẳn là một trí thức tầm cao. Ông chưa từng có một nghiên cứu giá trị trong môn vật lý là lĩnh vực chuyên môn của mình. Khi làm giám đốc khu công nghệ cao Hòa Lạc, ông Hảo đã chỉ dựng lên những dự án trùm mền, ăn hại ngân sách trong nhiều năm, thay vì tạo ra một tổ hợp có giá trị khoa học và sản xuất như ông hứa hẹn. Như vậy, ông Hảo đã thành công trong hoạt động chính trị và hoạt động quảng bá tư tưởng phương Tây hơn là trong công việc chuyên môn của mình. Vì vậy, đánh Chu Hảo là đánh giới cơ hội chính trị và giới tuyên truyền viên của phương Tây, chứ không phải là đánh giới trí thức như ông Vĩnh nói. Hiện nay, ông Chu Hảo đã rời bỏ Đảng Cộng sản được gần một tháng rưỡi. Dù Diễn đàn Xã hội Dân sự đã phát động phong trào bỏ đảng suốt thời gian đó, họ mới chỉ nhận được sự hưởng ứng của 20 đảng viên. Không lẽ giới trí thức trong đảng chỉ có 20 người? Ông Hảo và ông Vĩnh nên ngừng lạm xưng để tránh xúc phạm giới trí thức.